Thưa quý vị và các bạn, chuyến lưu diễn của đội văn nghệ xung kích Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau tại đảo Hòn Chuối vừa qua không chỉ mang lại niềm vui cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây, mà đó còn là một món quà từ đất liền làm ấm lòng những người đang công tác sinh sống tại đảo xa. Hơn 3 giờ đi biển từ đồn biên phòng Sông Đốc, đội xung kích tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng đã đến với đảo Hòn Chuối. Đây là nơi đứng chân của ba đơn vị gồm đồn biên phòng Hòn Chuối, trạm hải đăng Hòn Chuối, trạm radar hải quân 615 và hơn 30 hộ dân. Tuy 19 giờ chương trình văn nghệ mới chính thức bắt đầu, nhưng trẻ em và dân cư trên đảo đã tập trung từ rất sớm. Không khí hân hoan lan tỏa khắp đảo. Mọi người đến sân đồn biên phòng chờ đón những tiết mục văn nghệ hát về biển đảo quê hương. Cái cảm giác là xa đất liền. Khi đặt chân đến hòn đảo Hòn Chuối xa xôi, thì mặc dù là anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa đi một chặng đường thật là xa, mặc dù là say sóng, nhưng mà anh chị em dân nghệ sĩ vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của thiên nhiên để đến phục vụ cho các anh em ở đảo Hòn Chuối. Và cũng mong rằng sự có mặt của các anh em nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa sẽ là một niềm vui và một món quà tinh thần gửi đến cho các anh em chiến sĩ nơi Hòn Chuối. Sống đây mười mấy năm mà thì lâu lâu đoàn ra một lần gì đó, bà con này cũng phấn khởi với đoàn ra, nghe tiếng đoàn ra thì mừng lắm, cũng xôn xao vậy đó. Tranh thủ là hẹn mấy giờ cũng tranh thủ thời gian lại. Cảm thấy vui rồi, vì đây nó thiếu thốn tất cả. Trong nhà văn hóa đã tổ chức ra cái kiểu này, có cái đoàn ra phục vụ nhân dân đây là rất quý. Năm hoặc là Tết Nguyên Đán đồ có đoàn ra giao lưu diễn cho anh em văn hóa ở cái Hòn Chuối này, bà con Hòn Chuối này được giao lưu đó, càng ngày nó càng mơ chuyện hơn. Sân khấu không hoành tráng, không được trang hoàng nhiều màu sắc, nhưng các tiết mục diễn ra trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Những ca khúc về biển đảo quê hương như Nơi Đảo Xa, Hát Về Anh, Khát Giọng, ca cảnh tuyên truyền về biển đảo, những bài ca giọng cổ, có cả những tiết mục do người dân và lính đảo biểu diễn tạo nên sự gắn kết giao lưu. Với chủ đề Vì biển đảo thân yêu, bên cạnh giao lưu văn nghệ, đoàn còn kết hợp tuyên truyền về biển đảo, thông tin tình hình thời sự biển Đông trong thời gian qua. Qua đó giúp người dân hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Những phần quà từ đất liền được gửi đến các đơn vị đang đứng chân tại Hòn Chuối, góp phần hỗ trợ đời sống của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cái hoạt động này nó rất có ý nghĩa đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, để chúng tôi nghĩa là và nhân dân hiểu thêm vấn đề về biên giới biển đảo nghĩa là của quê hương, đặc biệt là đối với các cháu nghĩa là thiếu nhi, và mong sao trong cái những thời gian tới thì nghĩa là ít nhất một năm thì cũng phải có cái hoạt động này chừng 1 đến 2 lần, thì nghĩa là nó sẽ góp phần nghĩa là nâng cao cái nhận thức cho nghĩa là cán bộ chiến sĩ và nhân dân nghĩa là trên đảo. Thì đây nó là một cái bước khởi đầu thôi, thì trong tương lai là đội xung kích sẽ đi tuyên truyền nhiều hơn để làm cầu nối giữa đất liền với biển đảo. Thì hiện tại đó là cùng trong đợt này thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cũng đã có chỉ đạo cho đoàn cải lương Hương Tràm hiện đang biểu diễn phục vụ tại năm huyện là có đồn biên phòng, đó là hiện tại đang phục vụ cùng song song với là đội xung kích ở đây. Thì đội xung kích tuyên truyền lưu động thì đi phục vụ ở hai đảo, hôm nay là đảo Hòn Chuối, thì trong ngày 13 tới đây là sẽ đi phục vụ tại Hòn Khoai. Những đêm văn nghệ ý nghĩa như thế này sẽ còn kéo dài đến ngày 15 tháng 8 tại các huyện ven biển và đảo Hòn Khoai. Bằng hình thức tuyên truyền phong phú sinh động, những nội dung về tình yêu biển đảo đã được lồng ghép trong mỗi điểm diễn. Đặc biệt tại hai điểm Hòn Chuối, Hòn Khoai, chương trình đã mang tấm lòng của người dân nơi đất liền ra đảo, mong muốn cán bộ, chiến sĩ, người dân tiếp tục bám biển, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.